Gần đây thầy có dạy cho mấy con trong lúc thân thơ cách thức dẫn tâm vào đạo. Đạo là cái gì mấy con? Đạo là cái chỗ bất động tâm thanh thản an lạc của sự. Các con nhắc tới tâm bất động thanh thản an lạc của sự. Rồi các con nhìn cái chỗ bất động của tâm, coi trong cái tâm đức của con mấy con rất là chỉ giờ mấy con coi cái tâm của mấy con, tức là các con nhìn cái ý thức của mấy con. Bởi vì các con hiểu cái từ tâm và từ ý thức nó cần phải rõ ràng, nó khác nhau đúng không? Từ ý thức là có cái ý thức của chúng ta, tức là trong cái ý, trong cái đầu chúng ta nó có cái khởi niệm này niệm kia, đó là ý thức. Nhưng cái tâm nó gồm 6 thức mấy con mới gọi nó là tâm. Mắt nó có cái biết của mắt, tai cái lỗ tai nó có biết, cái nghe của lỗ tai, những cái biết này nó vươn lại 6 cái nó gọi là tâm. Các con phân biệt được cái tâm với cái ý không? Còn cái ý là một cái biết trong của cái tâm. Cho nên nó ý làm chủ ý đạo pháp. Cái ý coi vậy cho nó làm chủ cả mắt tai mũi miệng thân ý được. Bây giờ con mắt nó nhìn cái cây kia, ồ cái cây này đẹp quá, phải cưa dán ra làm nhà làm cửa hơn thế này, nó suy tư trong này. Tức là cái suy tư đó không phải là ý của mấy con đâu, mà cái ý của con mắt nó suy tư đó. Chứ mấy con đừng tưởng cái mắt nó chỉ thấy không đâu. Nó thấy nó biết cái cây đó lớn nhỏ bao nhiêu nó biết, vàng xanh đỏ trắng nó biết. Mà nó còn suy tư ra làm những lợi ích. Các con đừng làm cái ý con nói đâu. Là con mắt nó đang nói chuyện của nó đang suy tư của nó, gọi là ý thức. Cho nên mấy con phải rằng bây giờ tai nó nghe âm thanh, nó không phải cái ý của nó khi nghe âm thanh nó nói đâu, mà cái tai nó nói chuyện, nó biết phân biệt cái gì nó nói ra. Bởi vì gọi là nhĩ thức. Các con thấy rõ ràng cho nên các con làm cứ mỗi cái gì có sự tư duy suy nghĩ là cứ cho ý thức hết. Ý thức có bộ phận là nó biết ra trong tâm của mấy con nó ra nó suy nghĩ. Chứ nó không có thấy cái kia mà nó suy nghĩ đâu. Nó không nghe âm thanh ở ngoài kia mà nó suy nghĩ đâu. Nó không hiểu được đâu. Các con đừng tưởng rằng khi nó thấy nó tìm được ý thức nó nghĩ được phải. Có bộ phận của nó thấy là nó phải tư duy suy nghĩ theo cái cách nhiệm bộ phận của việc làm. Bởi vì 6 cái thức này nó gom lại nó thành ra cái tâm của nó. Thì cái người nào có cái nhiệm vụ 6 cái người này, nó có nhiệm vụ nó làm cái nhiệm vụ của nó, chứ nó không phải là nó thấy đó là giao lại cái ý thức nó mà. Các con lầm tưởng rằng khi mỗi khi con mắt nó nhìn thấy cái cây đó rồi bắt đầu ở trong này nó khởi nghĩ, không phải. Con mắt nó nghĩ, nó phải rõ được cái thân của chúng ta nó như thế nào. Cho nên Đức Phật được thân là khó, nhưng nó còn thấy được.